Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 7, trong chương trình công tác tại đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra, thị sát dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại nút giao lộ Tẻ - Rạch Sỏi, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ và nút giao quốc lộ 61C, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188,2 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Tiến độ dự án cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần và giao Ủy ban nhân dân các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ quản. Dự án được áp dụng một số cơ chế đặc thù gồm cơ chế chỉ định thầu, cơ chế khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 91 năm 2022 về triển khai nghị quyết của Quốc hội. Hiện công tác thu hồi đất đã cơ bản hoàn thành, còn khoảng 1% tập trung tại 86 hộ dân và công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là 15 vị trí đường điện cao thế. Về nguyên vật liệu, với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, đến nay cơ bản đã giải quyết đủ nguồn cung vật liệu cát về trữ lượng. Tuy nhiên, công suất khai thác còn thấp, chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu nên cần nâng công suất. Khảo sát và đôn đốc tiến độ thi công trên công trường và nghe báo cáo đại diện các nhà thầu trình bày khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tuyến đường Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có ý nghĩa quan trọng là cao tốc trục Đông Tây kết nối với cao tốc Bắc Nam. Chúng ta đang phấn đấu, quyết tâm trong nhiệm kỳ này hoàn thành khoảng 600 km cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long và nhiệm kỳ sau tiếp tục hoàn thành khoảng 600 km còn lại để đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1.200 km cao tốc theo quy hoạch. Cùng với hệ thống giao thông thủy nội địa, các cảng lớn như Cái Cui, Ô Môn, Trần Đề, các sân bay, chúng ta sẽ cơ bản giải quyết vấn đề giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng nhấn mạnh, để thực hiện được mục tiêu này, các địa phương phải đồng hành, sát cánh cùng Trung ương với quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa. Theo Thủ tướng, hệ thống giao thông cùng với các biện pháp đồng bộ khác sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển đồng bằng sông Cửu Long, đẩy nhanh đô thị hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, xây dựng thành phố trong làng, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Người dân không phải ly hương để tìm việc làm. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực, quyết tâm của các địa phương đã cùng các bộ, ngành trong khảo sát hướng tuyến, cân đối nguồn vốn cho dự án cao tốc này trong điều kiện khó khăn sau đại dịch COVID-19, tích cực giải quyết các khó khăn liên quan tới vật liệu thông thường như cát, đá, sỏi cho dự án. Đồng thời, Thủ tướng biểu dương các nhà thầu Trường Sơn, Trung Nam và các nhà thầu khác đã tích cực tham gia dự án. Tới đây, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục mở rộng các mỏ nguyên vật liệu đã có và triển khai nhanh các thủ tục để mở các mỏ mới, cung cấp nguyên vật liệu cho dự án. Các đơn vị điện lực tích cực di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý các nhà thầu lớn cần hợp tác với các nhà thầu địa phương để huy động nhân lực tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ và hỗ trợ tạo điều kiện cho các nhà thầu địa phương cùng trưởng thành, cùng phát triển, đủ năng lực đảm nhận các công trình khác. Cùng với đó là toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc để lấy lại tiến độ đã bị chậm và đưa công trình về đích sớm. Thủ tướng đề nghị anh chị em nỗ lực vượt mọi khó khăn, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ công trình. Với tinh thần 3K, 4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, chỉ bàn làm, không bàn lùi, đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hơn 6 tháng. Đi đôi với đó là bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, để cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là hơi thở mới trong kết nối giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của vùng.